Vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 1947, cách đây 76 năm, quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, mở đầu cuộc tiến công Việt Bắc. Chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện tại Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, với ý chí và tinh thần quả cảm, quân và dân ta đã làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp, góp phần đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích trên toàn chiến trường Việt Bắc. Ngày 7 tháng 10 1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc, địch huy động khoảng 112.000 quân, gồm 5 trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn dù, 2 tiểu đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn công binh, 3 đại đội cơ giới của trung đoàn bộ binh cơ giới Maroc, 800 xe, 2 phi đội máy bay 40 chiếc, 1 thủy đội 40 tàu xuồng vào cuộc tấn công này. Quân Pháp hình thành hai gọng kìm lớn theo đường số 4, số 3 và phối hợp với cánh quân tiến theo sông Lô, sông Gâm nhằm bao vây chặt căn cứ Việt Bắc, đồng thời cho quân nhảy dù xuống trung tâm chiến khu, tiến hành càn quét, tìm diệt chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Cái việc tấn công lên Việt Bắc là một cái chuyện mà Bộ Tổng Tư lệnh đã dự phòng trước, cho nên cũng có một phần nào có cái chuẩn bị. Nhưng mà cũng không biết là nó sẽ nhảy xuống đâu, rồi cái nào trước, cái nào sau, cái nào chính, cái nào phụ thì chưa biết. Thì trong lúc ấy thì nó có một tên quân nhằm Pháp, nó bay thì sát chiến trường đường số 4 và bay vòng vòng trên Cao Bằng thì bị phòng không Cao Bằng bắn rơi. Thì trong chiếc máy bay ấy thì có cái tài liệu tấn công Việt Bắc. Thế là ta bắt được cái máy bay ấy và đồng thời là ta tóm được một cái tài liệu kế hoạch tấn công Việt Bắc. Ngày 7 tháng 10, 1947, quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn. Chỉ một ngày sau, ngày 8 tháng 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi toàn thể đồng bào đoàn kết kháng chiến, ra sức giết giặc. Ngày 15 tháng 10, 1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Bộ Tổng Chỉ huy quyết định đánh mạnh ở mặt trận sông Lô, đường số 4 và đường số 3 nhằm chặn tiếp tế của địch, phục kích các đường rừng, đánh đường sông tại những căn cứ của địch luôn quấy rối với những vị trí nhỏ thì bao vây tiêu diệt. Chiến khu do Bộ Tổng Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng. Ngay từ những ngày đầu, Trung đoàn Vệ quốc quân tại Cao Bằng bắn rơi máy bay chỉ huy của quân Pháp ở mặt trận sông Lô Chiêm Hóa. Địch vừa đổ bộ lên bến Bình Ca thì bị quân đội ta bắn chìm một pháo thuyền, tiếp đó diệt hơn một tiểu đội giặc, lập chiến công đầu tiên trên sông Lô. Ở mặt trận đường số 4, các đại đội độc lập và quân dân du kích Cao Bằng, Lạng Sơn phục kích bắn tỉa trên đường địch hành quân, tiến công tiêu diệt địch tại Đông Khê, Thất Khê. Chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ, họ tấn công từ phía sau. Tôi nghe thấy tiếng hô và tiếng súng. Họ đã đến rất gần. Tôi quay lại lấy khẩu súng máy và bắt đầu chiến đấu. Cuộc giao tranh diễn ra khoảng gần một giờ và đây cũng là cứ điểm đầu tiên bị họ tiêu diệt. Ở mặt trận đường số 3, tự vệ quân giới phối hợp với dân quân dân tộc ít người đánh quân Pháp đi lẻ, tập kích, đánh địa lôi, làm hàng trăm lính Pháp bị tiêu diệt trong công sự. Ngày 22 tháng 12, 1947, cuộc chiến đấu chống địch tấn công Việt Bắc kết thúc thắng lợi. Quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay địch, bắn đắm 11 tàu chiến cano lớn nhỏ, phá hủy 100 khẩu pháo cối, hàng nghìn súng, hàng trăm xe quân sự và nhiều quân trang quân dụng khác. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ an toàn. Chiến dịch Việt Bắc đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp. Sau chiến dịch Việt Bắc, cục diện chiến trường đã có những thay đổi căn bản.